Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden Vlogs USA chia sẻ các tin tức về kinh tế, xã hội, văn hóa, cuộc sống Mỹ và luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ Xin hãy nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến nếu quý vị thấy Lê Đinh có những video hữu ích. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, 20 tháng Giêng năm 2021, Lê Đinh xin giải đáp thắc mắc của quý vị có liên quan đến những vấn đề sau. Thứ nhất, trong mục thất nghiệp của quý vị có chữ Maximum Benefit Pay. Trường hợp thứ hai, quý vị đã làm Certify cho những tuần trước đó được rồi nhưng nút Reopen Claim lại xuất hiện trở lại trong hồ sơ thất nghiệp online của quý vị. Trường hợp thứ ba, làm sao có thể certify cho những tuần lễ vào cuối tháng 12 năm 2020 bởi vì quý vị đã lỡ làm Reopen Claim theo yêu cầu của EDD và EDD chỉ cho quý vị làm certify cho những tuần lễ của tháng Giêng năm 2021. Trường hợp thứ tư, quý vị đã hoàn thành xong việc xác minh danh tính với IDmi nhưng lại nhận được một thông báo từ EDD nói rằng hồ sơ thất nghiệp của quý vị bị disqualification, tức là không đủ điều kiện. Tại sao lại có vấn đề đó và quý vị cần làm gì nếu gặp phải những trường hợp như vậy? Và bây giờ chúng ta hãy bước vào từng trường hợp một nha quý vị. Trường hợp thứ nhất là hồ sơ thất nghiệp của quý vị có chữ maximum benefit paid. Nếu quý vị vào trong UI online của mình mà thấy có chữ maximum benefit paid giống như vậy thì quý vị cũng đừng nên lo lắng, vì thông báo này được gửi ra khi hệ thống máy tính của EDD nhận thức rằng đạo luật CARES đã bị hết hạn vào cuối ngày 26 tháng 12 năm 2020. Do đó, nếu quý vị đang ở chương trình PUA và PEUC, thì quý vị đều thấy dòng chữ Maximum Benefit Paid này ở trong UI Online của quý vị. Thông báo quý vị đã nhận đủ phần tiền hỗ trợ theo đạo luật CARES. Bởi vì ngày Tổng thống ký luật mới để gia hạn thêm 11 tuần cho quý vị là sau khi đạo luật CARES hết hạn đạo luật Kers hết hạn vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, mà tổng thống ký là vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, do đó nó có một cái khoảng trống ở giữa hai đạo luật này, gọi là một cái gap. Vì vậy mà trên hệ thống máy tính của EDD mới gửi những thông báo này đến cho quý vị. Do đó, khi quý vị nhận được những thông tin về Maximum Benefit Pay như vậy, có nghĩa là EDD đang làm việc, đang cập nhật hệ thống máy tính của họ và chuẩn bị cho việc gia hạn thêm 11 tuần lễ. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải để ý ở chỗ claim balance của quý vị. Vì có một số quý vị thì có claim balance là zero dollars, nhưng có một số quý vị thì vẫn còn tiền ở trong claim balance. Quý vị vẫn còn tiền ở trong claim balance bởi vì quý vị chưa nhận đủ số tuần lễ thất nghiệp mà quý vị cần được nhận. Nhưng đạo luật cash lại bị hết hạn và quý vị đã bị ngưng tiền trợ cấp thất nghiệp của những tuần lễ sau đó. Và đó cũng là lý do quý vị thấy có dòng chữ Maximum Benefit Pay ở trong UI Online của quý vị. Linh Đinh xin mời quý vị xem một tweet này của EDD. Y nói rất rõ rằng nếu trong claim balance của quý vị vẫn còn tiền, nhưng hồ sơ thất nghiệp của quý vị lại bị hết hạn vào cuối ngày 26 tháng 12 năm 2020, quý vị không cần phải làm reopen claim, mà quý vị chỉ cần chờ đợi bởi vì EDD đang làm việc gia hạn cho quý vị trong hệ thống máy tính và họ sẽ thông báo cho quý vị qua những email hay những alert và cho phép quý vị được certify trở lại. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là quý vị cần phải chờ đến bao giờ, đến ngày nào thì chữ maximum not pay mới biến mất hoặc là quý vị mới có thể làm certify hoặc được trả tiền. Cũng từ thông báo này của EDD vào ngày 15 tháng Giêng, nếu trong claim balance của quý vị vẫn còn tiền EDD sẽ hoàn tất việc cập nhật này vào ngày 22 tháng Giêng năm 2021. Trường hợp thứ hai là trương mục UI online của quý vị vẫn hiện lên chữ Maximum Benefit Paid, nhưng claim balance của quý vị là zero. Dựa theo tweet này của EDD, quý vị vẫn có thể có đủ điều kiện được gia hạn thêm 11 tuần lễ nữa. Nhưng quý vị sẽ phải chờ và có thể sẽ lâu hơn so với những quý vị mà trong claim balance còn tiền. EDD chỉ cho biết rằng họ đang tiếp tục cập nhật việc gia hạn thêm cho quý vị, nhưng vẫn chưa đưa ra ngày nào cụ thể sẽ hoàn tất. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước sang trường hợp thứ ba là trường hợp quý vị đã làm xong tất cả những yêu cầu của EDD, thí dụ như làm xác minh danh tính với IDMI, nộp giấy tờ, làm Certify, và sau đó quý vị phát hiện có nút Reopen Claim hiện ra trở lại trong hồ sơ UI Online của quý vị. Quý vị cần phải làm sao? Vậy quý vị có cần phải làm reopen claim theo yêu cầu này của EDD hay không? Câu trả lời là không nha quý vị. Quý vị không cần làm reopen claim theo yêu cầu này của EDD bởi vì đây một lần nữa cũng là một lỗi hệ thống từ EDD mà thôi trong giai đoạn chuyển tiếp giữa một chương trình trợ cấp thất nghiệp vừa bị hết hạn và một chương trình trợ cấp thất nghiệp mới vừa được gia hạn. Và EDD cũng đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng EDD sẽ làm việc này cho quý vị tức là sẽ tự động gia hạn cho quý vị ở chương trình PUA và PEUC thêm 11 tuần lễ nữa. Nếu quý vị hội đủ điều kiện và thường là đa số quý vị còn trong tình trạng thất nghiệp thì quý vị sẽ hội đủ điều kiện thôi. Ngoại trừ quý vị trả lời những câu hỏi lúc quý vị certify mà quý vị trả lời sai một chỗ nào đó hoặc nộp hồ sơ không đúng ở một điểm nào đó thì quý vị có thể sẽ bị disqualify có nghĩa là bị mất tính đủ điều kiện và chúng ta sẽ nói về vấn đề này ở phần sau của video. Tiếp tục về chuyện nút Reopen Claim từ EDD. Nếu quý vị đã lỡ làm Reopen Claim thì quý vị cũng đừng lo lắng. Quý vị cứ tiếp tục làm Certify ở những tuần lễ mà EDD cho quý vị làm. Còn những tuần lễ mà quý vị bị mất vào cuối tháng 12 năm 2020 thì thời gian sau EDD sẽ gửi lại cho quý vị đường link để quý vị được làm Certify cho những tuần lễ còn thiếu. Trong trường hợp quý vị không thể chờ đợi được, quý vị vẫn có thể gọi lên cho EDD. Lê Đinh sẽ để số phone của EDD ở phần description của video này để quý vị có thể gọi khi cần. Nếu quý vị gọi EDD lâu quá mà không ai bắt máy, quý vị cũng có thể liên lạc với EDD từ UI online của quý vị. Quý vị có thể tham khảo video số 228 của Lê Đinh hoặc nhấn vào đường link ở phần description của video hoặc nhấn vào đường dẫn đang hiển thị ở góc phải trên màn hình này nha quý vị Tiếp theo, Lê Đinh xin chia sẻ đến quý vị Trường hợp những quý vị sau khi đã làm ID.me Tức là sau khi đã làm xác minh danh tính Và đã certify được một số tuần lễ Thì cuối cùng lại nhận được một tin nhắn từ EDD Cho biết hồ sơ UI của quý vị bị disqualification Tức là bị không còn đủ điều kiện nữa Như trường hợp của cô này Cô ấy nói Cô đã làm verify, tức là làm xác minh danh tính với EDD trực tiếp luôn. Tức là cô ta đã upload những hồ sơ mà EDD yêu cầu trên UI online của cô ấy. Như quý vị thấy ở trên màn hình, hồ sơ của người này có nút màu xanh có hiện chữ Upload Document. Nếu trong i online của quý vị có nút này, quý vị có thể nhấn vào đó để tải hồ sơ và những giấy tờ cần thiết của quý vị trong việc xác minh danh tính lên thẳng cho EDD. Ngoài việc tải hồ sơ thẳng cho EDD, thì cô này cũng làm luôn cả idmi và cũng đã được idmi xác nhận là bạn đã được verify. Lê Đinh cũng xin được phép giải thích một chút xíu ở đây giữa chữ verify và chữ certify. Verify là xác minh, tức là xác minh quý vị đúng là người nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp chứ không phải một ai khác dùng thông tin của quý vị để nộp đơn lừa gạt tiền trợ cấp thất nghiệp và hưởng những quyền lợi của quý vị một cách bất chính. Còn certify là quý vị xác nhận, xác nhận những lời khai của quý vị hay những câu trả lời của quý vị trong những cái form mà mỗi hai tuần quý vị làm một lần là sự thật, là đúng và chịu trách nhiệm cho những lời khai đó của mình. Theo lời kể của cô này, cô cũng đã làm xong việc xác minh danh tính với IDMI và nhận được lời chúc mừng từ IDMI. Nếu quý vị làm xong việc xác minh danh tính với IDMI, thường quý vị sẽ được nhận một tin nhắn như thế này. Tin nhắn này có nghĩa là chúc mừng bạn bạn đã hoàn thành xong việc xác minh danh tính. Sau khi hoàn tất xong việc xác minh danh tính cho quý vị, IDMI sẽ gửi hồ sơ và kết quả của việc xác minh danh tính của quý vị đến cho EDD và quyền quyết định để quý vị còn được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không được hưởng là quyền của EDD. Theo lời chia sẻ của cô này, cô cũng tiếp tục làm Certify cho hai tuần lễ cuối cùng trong thời gian cô chờ đợi được làm IDMI Verification. Nhưng sau khi cô làm xong IDMI, thì cô lại nhận được thông báo của EDD nói rằng cô không còn đủ điều kiện để nhận hai tuần lễ đó nữa. Tại sao lại có chuyện như vậy? Có rất nhiều nguyên do mà EDD đã từ chối hồ sơ thất nghiệp của quý vị. Mặc dù IDmi đã gửi cho quý vị tin nhắn cho biết quý vị đã hoàn thành xong việc xác minh danh tính. Lý do thứ nhất của sự từ chối đó có thể là lúc quý vị trả lời trong phần làm certify. Quý vị đã đánh dấu nhầm vào một câu trả lời nào đó Thí dụ ở những câu trả lời như thế này nè quý vị, nếu quý vị vô tình trả lời nhầm, khiến cho EDD thấy rằng việc thất nghiệp của quý vị không còn liên quan đến COVID-19 nữa, thì quý vị sẽ không còn đủ điều kiện để nhận tiếp tiền trợ cấp thất nghiệp của những tuần lễ mà quý vị lỡ làm certified sai. Cũng có thể EDD đang cần quý vị nộp thêm một số hồ sơ hay giấy tờ khác ngoài những hồ sơ hay giấy tờ mà quý vị đã nộp cho IDMI Nếu EDD quyết định hồ sơ của quý vị không còn đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp. Họ sẽ gửi cho quý vị một thư thông báo, bao gồm cả lý do bị từ chối. Khi nhận được thư này, nếu quý vị không đồng ý với quyết định của EDD, quý vị có thể viết thư phản đối và gửi đến EDD càng sớm càng tốt. Quý vị cũng có thể liên lạc với EDD qua trương mục UI online của quý vị. Ngay sau khi quý vị nhận được tin nhắn bị từ chối tiền trợ cấp thất nghiệp từ EDD. Quý vị thân mến, và đó là toàn bộ những chia sẻ của Lê Đinh muốn gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin quý vị hãy ủng hộ Lê Đinh bằng cách nhấn vào nút subscribe, nút like hay là nút share. Nếu quý vị thấy Lê Đinh có những video hữu ích có thể giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của mình. Và cũng xin nhấn nút chuông để có thể nhận được những thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.